Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, theo y học Trung Quốc, 45 tuổi được mệnh danh là thời kỳ hoàng kim của việc duy trì sức khỏe. Bởi sau tuổi này, sức khỏe của chúng ta sẽ ngày một giảm sút và lão hóa nhanh hơn. Thế nên, y học Trung Quốc khuyên phụ nữ sau tuổi 45 hãy dậy sớm, làm 4 việc và thực hiện nguyên tắc 3 ít 3 nhiều. Đó là những việc gì và những nguyên tắc gì? Chắc chắn là ai cũng hiểu rõ việc nên duy trì các thói quen sinh hoạt lành mạnh. Thế nhưng, với phụ nữ sau tuổi 45, thì những nguyên tắc này vô cùng cần thiết đấy các bạn nhé. Hãy cùng lắng nghe. Phụ nữ khi đến tuổi 45, chỉ cần làm điều này, người ắt sống thọ và trẻ lâu hơn. Theo y học Trung Quốc, 45 tuổi được mệnh danh là thời kỳ hoàng kim của việc duy trì sức khỏe. Bởi sau tuổi này, sức khỏe của chúng ta ngày một giảm sút và nhanh lão hóa hơn. 45 tuổi được coi là thời điểm vàng son của cuộc đời, bởi lúc này chúng ta đã có sự nghiệp, gia đình và tài sản bên cạnh. Tuy nhiên, theo y học Trung Quốc, ở độ tuổi này cũng là thời kỳ sản sinh ra các loại bệnh tật, còn được mệnh danh là thời kỳ hoàng kim của việc duy trì sức khỏe. Bởi sau tuổi này, sức khỏe chúng ta ngày một giảm sút và nhanh lão hóa hơn. Y học Trung Quốc khuyên phụ nữ sau tuổi 45 hãy dậy sớm làm 4 việc và thực hiện nguyên tắc 3 ít 3 nhiều dưới đây. Hãy dậy sớm và tuân thủ 4 thói quen dưới đây để sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Dậy sớm ra khỏi giường chậm rãi. Trong lúc ngủ, cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, vì vậy nên không bật dậy ngay lập tức, vì như vậy hệ thống thần kinh giao cảm của con người sẽ đột ngột bị kích thích, rất nguy hiểm cho người cao tuổi và dễ gây tụt huyết áp. Thứ hai, đánh răng đủ. Vì sao lại đánh răng đủ? Lý do là rất nhiều người không đánh răng một cách sạch sẽ, cẩn thận vào buổi sáng. Đánh răng đủ nghĩa là bạn phải chải sạch răng trong vòng 3 phút và đảm bảo mọi khu vực trong khoang miệng đều được làm sạch. Thứ ba, đi đại tiện. Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, 5 đến 7 giờ sáng là thời điểm ruột già hoạt động mạnh nhất. Lúc này, nhu động ruột cũng dễ vận động hơn các thời điểm khác, khiến cho việc đại tiện được dễ dàng hơn. Do đó, sau khi dậy sớm, phụ nữ hãy nhớ dọn dẹp cặn bẩn qua một đêm của mình bằng việc đại tiện kịp thời. Như vậy có thể làm giảm các độc tố tích tụ trong ruột, gây hại cho cơ thể. Thứ tư, dậy sớm để uống nước. Sau khi đánh răng và đi đại tiện, dù có khát hay không, bạn cũng nên uống một cốc nước ấm 200ml. Vì cơ thể sẽ vô cùng mất nước sau một đêm ngủ. Việc bổ sung nước vào thời điểm này không chỉ bổ sung nước cho cơ thể mà còn thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch phân và ngăn ngừa táo bón. Ở tuổi 45, hãy ghi nhớ nguyên tắc 3 nhiều 3 ít. 3 việc cần làm nhiều. Thứ nhất, cười nhiều hơn. Nụ cười là yếu tố giúp chúng ta có thái độ sống tích cực và lạc quan hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tiếng cười có ảnh hưởng tích cực lên tim và giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, tiếng cười còn được chứng minh có những lợi ích về sức khỏe trên não bộ và cơ thể. Nó hoạt động như một chất chống lão hóa tự nhiên, giúp bạn trông trẻ hơn và cũng làm cho bạn khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất. Thứ hai, uống trà mỗi ngày. Uống trà mỗi ngày không chỉ có tác dụng chống lão hóa mà còn kích thích sự thèm ăn và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu y học hiện đại đã chỉ ra rằng trà lá dâu tằm có tác dụng làm sạch gan, phổi và cải thiện thị lực, giảm mỡ máu, giảm cholesterol. Bởi trong lá dâu tằm có chứa nhiều axit amin và các loại vitamin khác nhau. Ngoài ra, lá dâu còn có tác dụng chống lão hóa, chống mệt mỏi, làm đẹp và chăm sóc da, rất tốt cho phụ nữ sau 45 tuổi. Ngủ nhiều hơn. Ngủ ngon và ngủ đủ là điều kiện cơ bản nhất để đảm bảo sức khỏe tốt. Nếu bạn thiếu ngủ, trạng thái tinh thần sẽ kém đi, đồng thời chất lượng cuộc sống cũng giảm sút. Sau 45 tuổi, muốn có sức khỏe tốt, phụ nữ nên đảm bảo, nên ngủ trước 11 giờ và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. 3 việc cần làm ít đi. Thứ nhất, bớt nóng tính. Nhiều người trở nên khó tính hơn sau khi họ 45 tuổi. Tuy nhiên, tính cách này nên được tiết chế lại. Một nghiên cứu năm 2000 được công bố trên Circulation Brunanis cho thấy đàn ông và phụ nữ hay tức giận, dễ mắc các bệnh tim mạch và tử vong vì các bệnh đó hơn người bình thường. Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực cũng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch,
làm suy yếu các tế bào và làm nặng thêm các bệnh mãn tính. Thứ hai, bớt lười biếng. Sau 45 tuổi, nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình đã già và không cần thiết phải tập thể dục. Tuy nhiên, lười vận động có thể là thủ phạm dẫn đến ba cao, đó là đường huyết cao, mỡ máu cao và axit trong nước tiểu cao. Trên thực tế, sau 45 tuổi, bạn vẫn phải tập thể dục và chọn các môn thể thao phù hợp với tuổi mình như đi bộ, yoga, đi xe đạp, bơi lội. Bằng cách này, bạn có thể gia tăng sức khỏe và làm chậm lão hóa. Thứ ba, hạn chế ăn uống. Nghiên cứu của khoa Khoa học lão khoa và dinh dưỡng, trường Y Đại học Washington vào năm 2010 đã chỉ ra rằng việc giảm 10 đến 50% lượng calo bình thường có thể tăng tuổi thọ tối đa. Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi chế độ ăn uống của mọi người giảm 30%, thì đồng thời tuổi thọ của họ cũng sẽ được kéo dài thêm 30%. Vì sao lại như vậy? Bởi khi giảm lượng calo tiêu thụ thì chúng ta có thể giảm trọng lượng cơ thể dư thừa và mỡ bụng, trong khi cả hai yếu tố này đều có liên quan đến tuổi thọ ngắn. Chúng ta đã từng nghe nhiều về các loại thực phẩm giúp chống lão hóa và cả những bí quyết sống thọ của những cụ ông, cụ bà trên thế giới rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, có một vị bác sĩ nổi tiếng người Nhật Bản, ông Makita Shinji, trong suốt quá trình điều trị cho hơn 200.000 bệnh nhân của mình, ông đã đúc kết kinh nghiệm thành một cuốn sách tạm dịch là Phương pháp ăn kiêng hiệu quả nhất dành cho người bị tiểu đường. Trong đó, ông cũng khuyến nghị một số thực phẩm lành mạnh mà mọi người nên ăn thường xuyên để kiểm soát lượng đường trong máu, từ đó giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Đó là 6 loại thực phẩm ngay sau đây. Muốn chống lại tuổi già nhất định phải ăn nhiều 6 thực phẩm này. Nhật Bản từ lâu nổi tiếng là quốc gia có nhiều người già nhất thế giới. Bí quyết sống thọ của họ được rất nhiều quốc gia khác học hỏi theo. Nhật Bản có rất nhiều y bác sĩ giỏi, trong đó có một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên điều trị bệnh tiểu đường và các bệnh khác có liên quan đến lối sống không lành mạnh. Đồng thời là giám đốc phòng khám H. Makita, ông Makita Shinji. Trong suốt quá trình điều trị cho hơn 200.000 bệnh nhân, ông đã đúc kết kinh nghiệm thành một cuốn sách tạm dịch là Phương pháp ăn kiêng hiệu quả nhất dành cho người bị tiểu đường. Makita Shinji cũng là người tích cực chia sẻ nhiều phương pháp ăn uống lành mạnh có lợi cho sức khỏe trong các chương trình sức khỏe Nhật Bản. Ông cho biết, để có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao, điều quan trọng là phải biết chọn lựa thực phẩm tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, mọi người cần phải quan tâm đến việc kiểm soát lượng đường trong máu, như thế mới tránh xa bệnh tật. Ông cũng khuyến nghị một số thực phẩm lành mạnh mà mọi người nên ăn thường xuyên như là thứ nhất, nấm hương. Makita Shinji nhấn mạnh rằng nấm hương có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, hầu như không chứa đường nên rất phù hợp cho người muốn giảm cân, người bị tiểu đường, có thể giúp ngăn ngừa táo bón và ung thư ruột. Nó còn có thể làm chậm tốc độ lẫn quá trình tiêu hóa, ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu, cải thiện khả năng miễn dịch. Chuyên gia quản lý dinh dưỡng Nhật Bản Adachi Kayoko cho biết, nấm hương cũng là một loại nấm tốt cho sức khỏe, giàu chất xơ, ngăn ngừa béo phì do đường huyết tăng nhanh. Trong khi đó, các chuyên gia về giảm cân ở Nhật Bản cũng chỉ ra rằng nấm hương có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ trong nội tạng và giúp ổn định lượng đường trong máu. Thứ hai, phô mai. Makita Shinji cũng chỉ ra rằng phô mai là một sản phẩm từ sữa có chứa lượng protein tuyệt vời, có thể ức chế sự gia tăng lượng đường trong máu. Ông cũng lưu ý rằng nên mua các loại phô mai có hàm lượng muối thấp thì tốt cho sức khỏe hơn. Thứ ba, quả việt quất. Trong số các loại trái cây, quả việt quất là loại quả có hàm lượng đường tương đối thấp, giàu vitamin, rất hữu ích cho việc làm đẹp. Ngoài ra, chất polyphenol phong phú có trong quả việt quất có tác dụng chống lão hóa da và tăng cường thị lực. Các tài liệu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Nhật Bản năm 2003, trong số 29 loại trái cây được sử dụng trong thí nghiệm, quả việt quất, quả mâm xôi và các loại quả mọng nước khác có tác dụng chống oxy hóa cao, vượt trội hơn hẳn. Thứ tư, các loại hạt. Hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt điều, quả phỉ và các loại hạt khác rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nếu bạn muốn ăn đồ ăn nhẹ trong khi giảm cân, các loại hạt có thể mang lại cảm giác no mà lại tốt cho sức khỏe. Thứ năm, đậu nành. Makita Shinji nhấn mạnh rằng đậu nành là một nguồn rất giàu protein thực vật.
Chất isoflavone trong đậu nành tương tự như nội tiết tố nữ, có tác dụng chống lão hóa rất hiệu quả. Do vậy, phụ nữ nếu vừa muốn chống lão hóa, vừa muốn sức khỏe dồi dào thì nên bổ sung các sản phẩm từ đậu nành thường xuyên. Thứ 6. Rong biển. Cuối cùng, Makita Shinji nói, rong biển không chỉ hữu ích cho da mà những vitamin khoáng chất của nó cũng không chứa đường, rất phù hợp để tiêu thụ trong quá trình giảm cân. Ngoài ra, rong biển còn có tác dụng chống ung thư ruột, làm chậm lại quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng nhanh.